Chào các bạn, tên tôi là Mr. Popcorn, chào mừng trở lại với Last Day on Earth Survival. Ta cùng dây một nhà tên là Mr. 1969 nha các bạn. Chúng ta cùng xem trong nhà này có gì tốt nha các bạn. Tôi thấy cái xe máy các bạn ạ, cùng xem trong xe máy có gì nào. Xong các bạn ạ, tôi không chê đâu các bạn ạ, tôi lấy được, tôi lấy ngay. Lại lấy thêm xăng nào các bạn. Rồi để vào trong xe nào các bạn. Không phải để kiểu đấy. Rõ chán. Trong xe tải có gì? Không có gì cả các bạn ạ. Buồn nhỉ. Chúng ta cùng phóng xe máy nào các bạn. Ở đây có cái két sắt các bạn ạ. Chúng ta không mở được, két thép chứ nhỉ các bạn nhỉ. Thép thì đúng hơn đấy, vì két làm bằng thép mà. Chúng ta cùng thả quả C4 ở đây nha các bạn. Bùm. Vậy là chúng ta đã vào bên trong nhà rồi các bạn ạ. Chúng ta cùng chặt chiếc hòm màu tím này xuống nào các bạn. Úi dồi các bạn ơi, nhìn những con gà này này. Quá là tuyệt vời luôn các bạn ạ. Ôi bọn zombie đần độn phá hỏng khoảnh khắc vui sướng của tôi các bạn ạ. Cùng xử lý làn sóng zombie đầu tiên nào các bạn. Hai con photo boater liền các bạn ạ. Đáng ghét. Đang xuất khỏi trái đất đi. Cùng để đồ vào trong xe máy nào các bạn ơi. Rồi, giờ chúng ta phải tự sát để lấy thêm đồ các bạn ạ. Đây là thủ thuật tự sát cho những ai chưa biết nha. Cùng mang đống bình máu lớn đi về nhà nào các bạn. Rồi. Chúng ta cùng bỏ bình máu lớn ra khỏi xe nào các bạn. Quá xịn luôn các bạn ạ. Tôi nghĩ đây là một cái dây đỉnh đấy các bạn ạ. Rất xịn luôn, của tôi hết. Và cùng quay trở lại nhà đấy nào các bạn. Và chúng ta đã quay trở lại nha các bạn. Cùng lắp súng vào nào các bạn. Ôi giời ơi, cái gai kia nó chọc tôi các bạn ạ. Thế nó có cáu không cơ chứ. Ôi đống đồ máu của tôi đâu. Đây rồi các bạn ơi, xịn luôn. Mang hết đống này về các bạn ạ. Để vào trong xe nào. Băng cứu thương tôi cũng không chê các bạn ạ. Ôi giời ơi, tuyệt vời luôn các bạn ạ. Và cùng lấy cái đống này nào các bạn. Giờ cùng chặt chiếc hòm đỏ này nha các bạn. Úi dồi ôi, súng các bạn ơi, xịn luôn. Quá là tuyệt vời các bạn ạ. Cùng chặt thêm một chiếc hòm đỏ nữa nha các bạn. Lại súng các bạn ạ. Ôi quá tuyệt vời luôn. Quá là đẳng cấp luôn các bạn ạ. Súng ơi lại đây nào. Có lẽ là tôi sẽ để súng vào trong xe máy các bạn ạ. Súng thì quan trọng hơn các bạn ạ. Đề phòng nếu mà tôi mà bị chết các bạn ạ. Nhưng mà tôi sẽ không chết các bạn ạ. Điều đấy là không thể nào xảy ra được các bạn ạ. Không được cho phép trong cái dây như thế này các bạn ạ. Bây giờ chúng ta cùng chạy ra đây nào các bạn. Cùng chặt thêm một chiếc hòm đỏ nữa nha các bạn. Một khẩu minigun các bạn ạ. Tuyệt vời tuyệt vời. Và cùng xử lý đống zom zom này nào các bạn. Photo boater ăn ống thép mà chết đi. Chết này. Minigun của tôi đâu rồi. Minigun đây rồi. Quá xịn luôn các bạn ạ. À, toàn súng là súng. Và bây giờ chúng ta cùng chạy lên đây nào các bạn. Cùng chặt chiếc hòm màu cam này nha các bạn. Ui dồi ôi, toàn là sơn xe các bạn ạ. Nhưng mà có một cái sơn đặc biệt là sơn Kitty các bạn ạ. Sơn này là sơn hiếm đấy các bạn ạ. Các bạn sẽ không dễ tìm thấy nó đâu các bạn ạ. Các bạn chỉ có thể thấy nó ở trong dây thôi các bạn ạ. Và chiếc hòm màu vàng này có gì nào. Ui dồi ôi, thép các bạn ạ. Thép đồng nhôm các bạn ạ. Xịn đấy. Ui dồi ôi.
Chết rồi. Chúng ta có nhiều đồ quá các bạn ạ. Ôi trong xe toàn súng thôi các bạn ạ. Trong xe toàn súng này. Xong trong người toàn băng cứu thương này. Ui dồi ôi. Dây này có quá nhiều đồ mà chúng ta không thể mang về hết được các bạn ạ. Đây này, đây là nhôm mà tôi muốn mang về nữa các bạn ạ. Đéo thế không biết nữa. Chán thật đấy các bạn ạ. Rồi chúng ta sẽ nghĩ cách sau các bạn ạ. Quả này hơi bị phức tạp các bạn ạ. Chúng ta cùng chạy lại đây nào các bạn. Cùng chặt chiếc hòm màu tím này xuống nha các bạn. Trong đây có gì? Giáp các bạn ạ. Toàn giáp squat thôi. Cũng được các bạn ạ. Cũng xịn đấy. Và cùng chặt cái hòm màu cam này nào các bạn. Ôi dồi ôi, trong đây toàn sơn rồi các bạn ạ. Hình như tôi chặt nhầm hòm rồi các bạn ơi. Cùng xử lý làn sóng zombie thứ ba nào. Toxic Abomination đần độ. Chết đi. Chúng ta sẽ bỏ súng vào đây và vứt lại mấy cái đồ này các bạn ạ. Vậy là chúng ta lại có thêm chỗ trống rồi. Tuyệt vời các bạn ạ. Nhôm này, xong rồi gỗ ốc này chúng ta phải mang về các bạn ạ. Ôi giời ơi, cái hòm này tôi chặt nhầm rồi các bạn ạ. Thế nó có đều không cơ chứ? Nhòm hòm đấy, hòm đều. À, khó chịu thật đấy. Bây giờ chúng ta cùng thay cái rìu này nào các bạn. Và cùng chặt chiếc hòm màu xanh này nha các bạn. Xanh lá cây các bạn ạ. Ui dồi ôi, lại hồi, đồ hồi máu tiếp các bạn ạ. Tuyệt vời luôn các bạn ơi. Một khẩu zip gun này với gỗ ốc nha các bạn. Ui dồi ôi, băng cứu thương tôi không mang về được các bạn ơi. Quá là đau lòng luôn các bạn ạ. Khổ thật đấy. Nhiều đồ quá đấy cũng tệ các bạn ạ. Vì không mang được về hết được các bạn ạ. Ui dồi ôi, băng cứu thương này thật là đáng buồn mà. Tôi mong là lát nữa tôi sẽ nhớ nó để mà mang về các bạn ạ. Đúng vậy. Bây giờ chúng ta cùng chạy lại cái hòm tím này nào các bạn. Cùng chặt nó nha các bạn. Úi dồi ôi, vải dày mới ra thuộc này các bạn ơi. Muốn mang hết về các bạn ạ. Thứ gì cũng muốn các bạn ạ. Quá là đời, quá là khổ luôn các bạn ạ. Và bây giờ chúng ta Big One chuẩn bị xuất hiện rồi các bạn ạ. Chúng ta phải cẩn thận. Ui thẻ đỏ các bạn ạ. Ôi giời ơi, tôi bị kẹt các bạn ơi. Rồi chạy về thôi, chạy thôi các bạn ạ. Tạm biệt The Big One đần độn. Đừng có mà đánh tôi. Này, cái đồ đáng ghét. Vậy chúng ta đã dây trong nhà này rồi. Với một quả thuốc nổ. Dây này cực kỳ xịn luôn các bạn ạ. Dây này được Popcorn phê chuẩn. Quá giàu luôn các bạn ạ. Đây là một trong những dây cực đỉnh các bạn ạ. Quá là chất luôn. Trong top những dây, những nhà giàu nhất các bạn ạ. Quá là xịn luôn các bạn ạ. Ui dồi, dây được cái nhà như thế này. Quá là thơm các bạn ạ. Quá là hạnh phúc luôn. Hạnh phúc đến phát khóc luôn các bạn ạ. Rất là chất chơi nha. Đấy các bạn, dây thì các bạn phải dây được cái nhà, những cái nhà như thế này thì mới bỏ công các bạn ạ. Mà đây là dây, hình như dây này là dây phục thù các bạn ạ. Tôi không hề phải làm bất kỳ nhiệm vụ nào nữa. Ui nó còn tuyệt vời hơn nữa các bạn ạ. Thế nó có đá không cơ chứ. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ đồ ra khỏi người nha các bạn. Đừng quên hai khẩu súng chúng ta đang cầm trong tay các bạn ạ. Không thể quên, không thể quên. Cái bộ squat thì nó cũng chỉ đổi lại được một ít độ bền thôi các bạn ạ. Nó cũng không phải là một chiến lợi phẩm cho lắm.
đấy, có vẻ đẹp hơn rồi đấy các bạn ạ. Đây là thành quả của chúng ta nha các bạn. Đây là một dây rất là xịn luôn các bạn ạ. Ui giời ơi, sao mà đáng yêu thế không biết nữa. Quá là thích luôn các bạn ạ. Nói chung là xịn. Các bạn đừng quên theo dõi kênh, chia sẻ, thả thích và bình luận nhé. Hẹn gặp lại.